Việt Nam ước tính chi phí xây dựng tuyến đường sắt mới nối với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là 179.000 tỷ đồng, tương đương 7,2 tỷ đô la, theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm 16 tháng 10. Ghi nhận của thông tấn xã Việt Nam cho biết rằng tuyến đường sắt dài 427 km sẽ chạy từ tỉnh biên giới Lào Cai qua thủ đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải Phòng đến thành phố Hạ Long. Việt Nam đang tìm cách nâng cấp hệ thống đường sắt cũ kỹ của mình, bao gồm các kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc theo chiều dài đất nước và các tuyến nối với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo bản tin của Thông tấn xã, Tổng cục Đường sắt Việt Nam đã trình kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hạ Long lên Bộ Giao thông Vận tải để xem xét và phê duyệt. Bản tin cho hay dự kiến tuyến đường sắt này sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2030 và nói thêm rằng nhu cầu vận chuyển dọc theo tuyến đường sắt này ước tính đạt 8,3 triệu lượt hành khách và 17,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050. Việt Nam đã tiếp cận Trung Quốc để có được công nghệ và nguồn tài chính cho kế hoạch phát triển đường sắt nối liền hai nước. Vốn đã được kết nối bằng hệ thống đường cao tốc và hai tuyến đường sắt cũ kỹ và cần nâng cấp ở bên phía Việt Nam. Hai nước láng giềng châu Á này đã nhiều lần bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy các tuyến đường sắt và các chuyến thăm lẫn nhau gần đây của giới lãnh đạo hai nước thường bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về hợp tác đường sắt